Ngân hàng lớn nhất nước Đức là Deutsche Bank vừa đồng ý chi 95 triệu đô la Mỹ dàn xếp vụ cáo buộc gian lận thuế với chính phủ Mỹ, khép lại một trong những vụ bê bối ngành ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay. Trong những hồ sơ gửi lên tòa án liên bang ở Manhattan, New York, nước Mỹ, Deutsche Bank đã thừa nhận gian lận thuế thông qua các công ty con. Số tiền phạt 95 triệu đô la Mỹ mà Deutsche Bank vừa đồng ý trả đã khép lại vụ kiện tụng phát sinh từ tháng 12 năm 2014. Tính tổng cộng từ đó đến nay, Deutsche Bank đã phải chi 190 triệu đô la. Đây là động thái được các nhà đầu tư trông đợi, chấm dứt chuỗi tháng ngày hoang mang về tương lai của ngân hàng này ở Mỹ và về tính an toàn vốn của ngân hàng này. Tháng trước, Deutsche Bank cũng đã đạt được thỏa thuận là trả 7,2 tỷ đô la để giải quyết vụ chính phủ Mỹ kiện Deutsche Bank bán chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp không lành mạnh.